Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu, chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại cho cái kết của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Nhân tình của chồng. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này để xem cuối cùng thì cô gái của chúng ta sẽ có một cái cục như thế nào. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng chú ý theo dõi. Mạnh Phi thuê nhà cho sơn phết lại, về Vũng Tàu mang tranh tượng lập thành gian phòng bán tranh và tường điêu khắc. Thẩm Hà làm mẫu cho Mạnh Phi tạc tượng khỏa thân. Phòng tranh mới mở cửa được khách hàng chiếu cố bán rất chạy. Thẩm Hà là người mừng nhất. Thế Mạnh Phi bận rộn lo làm ăn, cô không còn nhắc và buộc Mạnh Phi phải đi đăng ký kết hôn với mình. Cuộc sống của họ tràn đầy hạnh phúc. Thẩm Hà không một chút nhớ đến Thế Tùng và đứa con bé bỏng của mình. Thẩm Hà không học hành là vì mẹ nghèo, việc tính toán sổ sách, có hàng bán hay không, cả tiền bạc đều do Mạnh Phi quản lý. Và Thẩm Hà cũng không quan tâm lắm về điều này. Cô bằng lòng với hạnh phúc mình có, nhưng Mạnh Phi là con người nhiều tham vọng. Và nỗi hận vì nghèo, mất nghi dung, vẫn không nguôi 5 năm trôi qua. Thẩm Hà tô lại đôi môi đỏ chót của mình và cầu nhỏ. Mạnh Phi, lúc nãy anh đi hoài, em lại khó trong mình quá Mạnh Phi. Vừa cài nút áo sơ mi, vừa trả lời: không đi hoài làm sao tìm đề tài và tìm tranh về cho em bán. Sao anh không vẽ ở nhà như lúc trước? Mạnh Phi nhăn mặt, lúc này sồ ra. Ăn nhiều ngủ nhiều bắt em làm mẫu à? Hết đẹp rồi. Thẩm Hà cười gượng đến sau lưng Mạnh Phi, vòng tay ôm lấy vai Mạnh Phi, nũng nịu: em có bầu, anh không để ý sao? Mạnh Phi như bị bỏng lửa, xô hất Thẩm Hà ra. Sao lại để cho dính bầu, rồi làm ăn gì nữa? Thẩm Hà sụ mặt: anh làm gì mà dữ vậy? Chúng ta là vợ chồng, có con là lẽ thường, anh không thích sao? Thích cái gì? Ai đi giao tranh, ai đi giao dịch, em làm bể hết trơn, lỡ của anh rồi. Em là bể hết trơn à? Lỡ rồi, em có thai 2 tháng rồi. Phá đi. Thẩm Hà trợn mắt nhìn Mạnh Phi như con quái vật. Anh nói như vậy mà nghe được à? Nhà có con nít bực bội lắm. Anh đi hoài có ở nhà đâu mà bực. Anh nói rồi, phá đi. Mạnh Phi bỏ đi ngay. Thẩm Hà đứng nhìn theo, nước mắt rưng rưng. Bà mẹ Thẩm Hà lặng lẽ lục đục phía sau dọn dẹp. Từ lâu cả hai xem bà như kẻ ăn người ở trong nhà. Mạnh Phi đến xưởng điêu khắc của mình. Anh giật mình khi nhận ra Nguyệt Tâm đang đứng đợi. Cô bé đội nón trúc đan, mặc áo dài trắng đứng ôm cặp. Mạnh Phi tròn mắt. Mặt thì tươi lên. Không đi học sao Ngọc Tâm? Hôm nay thầy em nghỉ, 2 tiết sau là môn văn, nên em nghỉ đến đây cho anh tạc tượng tiếp. Hoan hô bé. Mạnh Phi ôm chầm Ngọc Tâm xoay tròn cô. Ngọc Tâm e thẹn đẩy Mạnh Phi ra. Anh Kỳ đang ngoài đường. Mạnh Phi mở cửa xưởng kéo tay Ngọc Tâm. Vào đây em, Ngọc Tâm. Ngọc Tâm nhìn quanh nhăn mặt. Anh bừa bãi quá, đồ đạc lung tung à? Nghệ sĩ mà em. Kéo Ngọc Tâm ngồi lên đùi mình. Mạnh Phi âu yếm. Nhớ em quá, suốt đêm không ngủ được. Ngọc Tâm đặt một ngón tay lên môi Mạnh Phi mỉm cười. Hôm qua mẹ hỏi anh là ai? Dám bảo sao? Em nói đó là anh Mạnh Phi, kỹ sư kiến trúc, nhưng chỉ chuyên về tranh tạc tượng. Em có nói với mẹ chuyện chúng mình không? Có, mẹ nói anh hơi lớn tuổi so với em, coi chừng anh có vợ. Mẹ nói mấy ông nghệ sĩ ghê lắm. Mạnh Phi bực mình bẹo má Ngọc Tâm, cười khỏa lấp. Tầm bậy, anh ở có một mình. Em không thích ăn cơm hàng quán sao? Còn lăng nhăng thì cũng có người chứ đâu phải ai cũng vậy đâu em. Anh quyết lòng cưới em à? Mạnh Phi gật đầu. Anh đã có sự nghiệp, một chút tiếng tăm. Anh cần có một mái gia đình chứ.
và vì anh yêu em. Đôi má Ngọc Tâm hồng lên, mắt cô sáng long lanh, nụ cười e ấp trên môi. Ba mẹ em không đòi hỏi gì ở anh hết, chỉ cần anh yêu em và không vướng ai là đủ. Anh đừng bao giờ gian dối em nghe anh Mạnh Phi. Không bao giờ. Mạnh Phi hôn nhẹ lên má cô gái rồi buông cô ra đứng lên. Nào, chúng ta làm việc. Mạnh Phi tính con đường rút lui nhanh gọn khỏi cuộc đời Thẩm Hà, bởi anh biết đằng sau khuôn mặt đẹp và thân hình bốc lửa đó bây giờ chỉ còn cái vỏ không. Mạnh Phi không còn là cậu sinh viên ngày nào bị chê bỏ, đau khổ nhìn người yêu lên xe hoa nữa. Mạnh Phi ngày nay trưởng thành, vượt lên đỉnh cao, chen chân vào thượng lưu nhờ những đồng tiền của Thẩm Hà. Chuyện vợ chồng chỉ là đầu môi chót lưỡi, sáo rỗng. Bởi Thẩm Hà không biết quý trọng mẹ mình thì làm sao mà kính yêu mẹ của anh được. Thẩm Hà cứ nhìn phòng tranh thưa thớt, khách không còn lui tới nữa, cuộc sống bắt đầu đi vào bần chật. Mạnh Phi thì ít khi về nhà, Thẩm Hà lao đến ôm cứng Mạnh Phi. Khi Mạnh Phi vừa bước vào nhà, Mạnh Phi, anh đi đâu biền biệt trong khi em đau gần chết? Mạnh Phi gỡ tay Thẩm Hà ra, mặt khinh khỉnh. Cô đau là tại cô, tôi đã bảo phá bỏ nó đi. Thẩm Hà lùi lại, cô đau lòng nhìn khuôn mặt mà cô đã từng yêu say đắm, đang lạnh lùng đến thản nhiên, đôi mắt nồng nàn ngày nào lạnh như khối băng. Anh thật sự không muốn có con và sống hết đời bên em sao? Mạnh Phi cười lớn. Đừng giả nai nữa em bé. Cô có gì ngoài một mớ tiền lẻ? Chẳng lẽ cô không thấy tôi đã từng nghiến răng căm hận con đàn bà phụ tình sao? Và anh chút vào em? Không, vào thằng Thế Tùng. Tôi muốn nó biết thế nào là nỗi đau mất mát, thế nào là nỗi đau của kẻ bị phản bội. Thẩm Hà bịt kín hai tay và hét. Anh im đi, đủ rồi. Mạnh Phi búng tay kêu một cái chóc. Chưa bao giờ Thẩm Hà sợ hãi và ghê tởm gương mặt Mạnh Phi như lúc này. Mạnh Phi gằn giọng. Tôi về đây. Lấy mấy đít đồ, Thẩm Hà lắp bắp. Anh bỏ em. Cô thừa thông minh kia mà Thẩm Hà. Thẩm Hà nổi cơn giận, cô hung dữ lăn xả vào Mạnh Phi. Tôi không cho anh đi. Anh trả lại cho tôi tất cả tiền anh lấy đi mua tranh, mua dụng cụ điêu khắc. Cô ăn 6 tháng nay còn đẩy hả? Mạnh Phi thô bảo xô Thẩm Hà ra. Biết điều thì để tôi lấy đồ của tôi đi. Bằng không thì đừng có trách. Anh làm gì tôi nếu tôi không cho anh đi? Tôi đánh cô chứ làm cái gì? Cô còn chừng đấy. Thằng Thế Tùng chưa tặng cô. Chứ tôi thì có đấy. Còn về cái bụng của cô, hãy phá đi. Cô đâu còn con gái mà nằm vạ nằm vật với tôi. Thẩm Hà không cần nghe Mạnh Phi nói rông dài nữa. Cô mắn chặt ngực áo vào Mạnh Phi, đầu dúi vào ngực anh. Tôi không cho anh đi. Anh nghe lời ai về đây hắt hủi tôi? Buông ra. Tôi nói buông ra. Không cái tát tai như trời giáng vào mặt đấy. Mạnh Phi xô Thẩm Hà ngã nhào xuống đất. Quát. Đưa chìa khóa tủ đây. Không. Cứ mỗi tiếng không, Mạnh Phi tát mạnh vào mặt Thẩm Hà tối tăm mặt mày. Đè nghiến Thẩm Hà xuống, lục túi áo cô. Ba mẹ Thẩm Hà đứng run rẩy nhìn cả hai giằng xé nhau. Gào lên. Đồ khốn nạn, đồ sở khanh. Mạnh Phi lại nhếch mép cười nhạt. Mẹ cứ chửi đi vì con như vậy. Nhưng con không thể sống một đời với một kẻ không biết quý trọng mẹ mình. Mạnh Phi đã lấy được sâu chìa khóa. Bước qua thân hình Thẩm Hà đang nằm dài trên gạch. Đi lại tủ gom hết quần áo của mình và bỏ vào túi sách. Thẩm Hà nằm lệm dưới đất. Lòng cô ê chề đau đớn. Xò ra cái đốn mặt của cô đối xử với Thế Tùng. Nó ngang như Mạnh Phi đối xử với cô bây giờ. Thẩm Hà nhìn theo bóng dáng Mạnh Phi đến khuất hẳn. Nỗi hận dâng lên trong lòng. Thẩm Hà mặc thật đẹp. Len lỏi trong đám người đi ăn cưới Mạnh Phi. Không ai chú ý đến cô Thẩm Hà lảng vảng từ lúc họ đàng trai đến nhà đàng gái. Cô sờ tay vào giỏ. Cái ca nhựa có nắp nằm yên trong giỏ sách. Thẩm Hà nhìn thấy cả Nghi Dung và Thế Tùng. Lòng chua xót. Hận Thế Tùng. Hận Nghi Dung và hận cả Mạnh Phi. Cả đời cô chỉ ao ước có ngày này. Nhưng vĩnh viễn nó không bao giờ có. Xa cô, Thế Tùng vẫn bình yên như vậy. Vợ đẹp, con ngoan. Tiền bạc thừa mứa. Chỉ có cô. Thẩm Hà mím môi.
nước mắt cô như muốn trào ra. Mạnh Phi! Mạnh Phi, hắn đang từ ngoài cổng kia. Một nỗi đau xé lòng quặn cả trái tim. Thẩm Hà căng mắt nhìn, quả là một đám cưới quá lớn. Đoàn xe hoa đậu dài trên đường, pháo treo từ lầu cao chấm đất nổ cả giờ không dứt. Chú rể đẹp trai đi bên cô dâu xinh xắn. Ngọc Tâm bén lén nhìn chồng, hôm nay trông Mạnh Phi chững chạc đào hoa ra phết. Nghi Dung đứng cạnh chồng thoảng thốt, vợ của Mạnh Phi là Ngọc Tâm, hắn bỏ Thẩm Hà rồi. Thế Thùm cũng kịp nhận ra Mạnh Phi, anh sững người. Hình ảnh Thẩm Hà hôm nào trong bộ quần áo ngủ mỏng manh và Mạnh Phi chỉ mặc độc một cái quần đùi hiện ra. Thế Tùng đưa tay vuốt mặt, Nghi Dung mặt nhợt nhạt ghé vào tai chồng. Dì em đã lầm hắn rồi, anh Thế Tùng. Làm sao đây? Thế Tùng trả lời gượng gạo. Anh đâu biết làm sao. Có thể hắn và Thẩm Hà đã thôi nhau. Quyền đi lấy vợ của hắn mà. Mạnh Phi không phải người tốt đâu, kệ họ. Thế Tùng nắm tay Nghi Dung đi lại bàn ngồi. Cô dâu chú rể đang làm cái lễ ra mắt hai họ. Mạnh Phi đứng cạnh cô dâu Ngọc Tâm, mặt tươi cười hớn hở. Nào, vợ chồng Nghi Dung lại mừng hai em đi. Nghi Dung nhìn chồng khi được bà dì gọi. Mẹ Ngọc Tâm gọi mẹ Nghi Dung bằng chị. Họ là chị em bạn dì thì không thể từ chối chúc mừng Mạnh Phi. Ngọc Tâm, Nghi Dung đứng lên vén tay chồng. Thế Tùng miễn cưỡng đi theo, đặt vào tay Ngọc Tâm món quà mừng. Nghi Dung cố giữ nét thản nhiên. Đây là quà mừng của anh chị, chúc hai em 100 năm hạnh phúc. Mạnh Phi bối rối khi bắt tay Thế Tùng, gương mặt cố tươi nét. Tiếng hét chói tai lanh đành làm mọi người giật mình. Thế Tùng chưa kịp hiểu điều gì, anh nghe mặt mình rát bỏng. Thế Tùng đưa tay bụng mặt. Bên cạnh anh, Mạnh Phi quỳ xuống, hai tay che kín mặt. Nghi Dung nhờ ôm hôn Ngọc Tâm. Một hai tia nước cháy bỏng văng vào tóc cô. Bắt lấy nó! Mọi người đổ xô ra hét ồn ào và nhốn nháo hẳn lên. Thẩm Hà ném cái ca mù trên tay mình, cắm đầu chạy tuôn đổ cả bàn tiệc. Nhưng toán thanh niên phía bên ngoài bắt kịp. Thẩm Hà hung hăng thét gào. Bỏ tay ra Mạnh Phi! Mày là thằng khốn nạn! Ngọc Tâm vứt cả hoa và quà tặng, quỳ xuống bên cạnh Mạnh Phi. Mạnh Phi ôm mặt nằm ráy rụa dưới đất. Nghi Dung thì chết điếng. Cô ôm lấy chồng bật khóc. Anh ơi! Thế Tùng thều thào bảo vợ. Dìu anh ra ngoài. Thế Tùng và Mạnh Phi lập tức được đưa vào bệnh viện. Mạnh Phi bị nặng. Chất cường toan hoàn toàn đã phá hủy gương mặt hắn. Thế Tùng cũng bị vả lây, bị nám ở bên mặt. Thẩm Hà bị bắt ngay sau đó. Qua cơn hoảng loạn thét gào, cô đứng im thản nhiên trả lời mọi người. Hắn ăn ở với tôi có con, xài hết tiền của tôi. Tạt axit vào mặt hắn như vậy mới vừa. Đám cưới bỗng biến thành một đám tụ tập bàn tán, bởi cô dâu chú rể đều đi bệnh viện. Thế Tùng buồn rầu bảo Nghi Dung qua làn băng kín cả mặt, chỉ chừa mỗi mũi và mắt. Thẩm Hà tạt axit vào Mạnh Phi. Nhưng anh cũng có lỗi một phần trong cuộc đời Thẩm Hà. Em có buồn không Nghi Dung? Nghi Dung nắm tay chồng xe sẽ lắc đầu. Tất cả bắt đầu từ đêm hôm nay. Cô băng mình trong đêm tìm đến Mạnh Phi thôi. Mạnh Phi đã đền tội xứng đáng của hắn. Còn Thẩm Hà, trong bốn bức tường giam, cô ta oán hận ai đây? Dù sao cũng chính là do cô ta làm hỏng cuộc đời của mình. Thế Tùng đến trường, trống vừa điểm tan học. Học trò cũ lần lượt đi ra. Thế Hùng chạy ra đầu tiên. Cậu bé chạy ra xe của cha. Thế Tùng âu yếm kéo con vào lòng hỏi. Chị Ti Ti đâu? Thế Hùng cũng láo táo. Ti Ti là con gái nên Điệu Hạnh đi ở sau đó ba. Thế Tùng bật cười xoa đầu con. Nói xấu chị Ti Ti, chị Ti Ti cốc đầu con đấy. Thế Hùng chề môi. Chị Ti Ti nhỏ hơn con mà đòi làm chị. Lớn hơn con chứ sao nhỏ. Tới lỗ tai của con là cùng. À. Ti Ti ra tới, cô bé xinh xắn trong chiếc áo đầm kết ren trắng, nũng nịu xa vào lòng Thế Tùng. Ba đợi con lâu không ba? Không, ba vừa mới tới. Thôi, hai chị em lên xe đi. Ti Ti tót lên xe ngồi cạnh Thế Tùng bên tay lái, còn Thế Hùng ra vẻ cậu chủ nhỏ hơn.
Cậu mở cửa sau, leo lên ngồi bật ngửa vào thành xe, làm giọng như người lớn. Ôi chà, thật là mệt. Thế Tùng quay lại nhìn con cười. Này, đừng có làm bộ lười nghe cậu. Tì Tì ôm cánh tay Thế Tùng lắc. Ba ơi! Chuyện gì đó? Nói ba nghe coi. Ba thương con hay em thấy Hùng nhiều? Ba thương cả hai đứa. Sao hôm nay con hỏi ba như vậy? Hồi sáng này dì ba đưa con đi học. Lúc dì đi, có một bà đón đường con và hỏi con như vậy. Ai lại hỏi con kỳ cục như vậy Ti Ti? Con đừng nghe lời ai nha. Ở Sài Gòn hay có vụ bắt cóc con nít lắm đó. Ti Ti rụt cổ lại nhưng vẫn cãi. Không có đâu ba. Bà đón con hoài à? Còn cho con bánh kẹo nữa. Ti Tùng thoảng thốt. Rồi con có nhận không? Không. Mẹ nói của người lạ không được nhận. Thế Tùng thở phào. Thế Hùng băng từ sau trộm ra trước. Chị Ti nói láo đó bà. Hồi sáng này chị nhận của người ta cái vòng đeo tay. Bà coi kìa. Ti Ti rụt tay lại nhìn cha. Thế Tùng nghiêm khắc. Đưa bà xem. Ti Ti rụt rè chìa tay ra. Bà đừng la con. Dí năn nỉ quá chừng. Chiếc vòng thật đẹp. Ôm lấy cổ tay bé xíu trắng ngần của con bé. Mai mốt con không được nhận cái gì nữa nghe Ti Ti. Rồi ba bắt cóc con đi. Ba mẹ biết con tìm đâu bây giờ. Con xin lỗi ba. Ừ. Lòng Thế Tùng lo lắng. Đã nhiều lần anh nghe thấy Hùng mách có người đàn bà theo con bé. Chẳng lẽ là Thẩm Hà ư? Đã 6 năm. Bên một mái gia đình hạnh phúc. Bên một người vợ như Nghi Dung. Anh đã cố quên đi một hình bóng làm nhức nhối tim mình. Không biết Thẩm Hà đã phiêu bạt về đâu. Sau người bị bắt kết án và đi trại cải tạo. Thế Tùng sờ tay lên má, nhưng vết thẹo lỗ chỗ trên má vẫn còn đây. Chứng tích của Thẩm Hà để lại trong ngày cưới của Mạnh Phi. Nguyệt tâm, từ hôn, đám cưới lỡ giờ. Mới đó mà đã 6 năm. Xe sắp về đến nhà, Thế Tùng dặn hai con. Hai đứa đừng cho mẹ hay, mẹ lo nghe không? Dạ. Nghi Dung đón chồng và hai con trước cổng. Ti Ti nhảy xuống tíu tít. Thưa mẹ, con đi học mới về. Con bé ôm lấy cổ Nghi Dung thơm lên má. Trong lúc Thế Hùng đi luôn vào trong, Nghi Dung gọi. Thế Hùng không thưa mẹ phải không? Thế Hùng quay lại cười phô cả hàm răng sún. Con quên. Con quên nữa mẹ đánh đòn á. Thế Hùng vất cặp lên bàn và kêu. Mẹ ơi, con đói quá à. Nghi Dung cố lên đầu con. Chó con xấu quá, thay quần áo xong rửa tay đi đã. Bị mẹ la, Thế Hùng lào bào. Mẹ cưng Ti Ti bỏ con. Thế Tùng bồng con trai lên. Nào đừng có làu bầu. Con trai ganh tị là xấu lắm biết không con. Để cho dì ba đưa hai đứa nhỏ đi học. Thế Tùng đậu xe từ xa theo dõi. Anh muốn hiểu người đàn bà luôn theo Ti Ti là ai. Dì ba đưa hai đứa nhỏ đến cổng thì gọi xích lô quay lại. Thế Hùng nhảy nhót nhanh vào trường. Ti Ti chậm rãi một mình phía sau. Ti Ti. Ti Ti quay lại. Nhận ra người đàn bà mỏi hôm, nó đứng dừng lại không cười nói. Hôm nay dì đừng cho quà Ti Ti nữa, ba con giày. Ti Ti nhìn xoáy về thiếu phụ. Dì mặc áo đâu có đẹp đâu, tiền đâu mà dì mua quà cho con. Thiếu phụ nghẹn ngào nhìn con bé. Ti Ti. Tiếng còi xe vang lên thật lớn phía sau. Ti Ti nhìn lại hốt hoảng. Có ba Ti Ti đến, dì đi đi. Thiếu phụ cũng hốt hoảng kéo nó lại. Cho sụp che kín mặt mình. Ti Ti sợ sệt nhìn Thế Tùng đang mở cửa bước xe xuống. Ba ơi, tại dì hỏi con chưa lấy cái gì của dì đâu. Thế Tùng nghiêm giọng bảo con vào trường đi. Ti Ti chạy đi, còn quay nhìn Thế Tùng. Chiếc cặp da trên lưng nó đung đưa. Thiếu phụ bước đi như chạy. Thế Tùng gằn giọng. Chị dừng lại. Anh nhanh chân trận đầu lại, thiếu phụ run rẩy. Anh Tùng, em đây mà. Phân nửa gương mặt nám và đầy sẹo cũng làm Thẩm Hà nhận ra Thế Tùng. Có Thế Tùng, anh sững sờ trước Thẩm Hà. Cô tàn tạ ngoài sự tưởng tượng của anh. Bộ bà ba bằng vải đã cũ và chiếc nón lá sờn cạnh. Đôi má hóp đưa cao hai lưỡng quyền, đôi mắt sâu. Thế Tùng kêu lên. Thẩm Hà. Vâng, em là Thẩm Hà. Em nhớ con quá.
xem không đến nhà thăm con cho đường hoàng. Ngày trước em đã bán Ti Ti cho Nghi Dung, làm sao có quyền nữa hả anh? Nghi Dung nào có ra điều kiện gì đâu mà em phải núp lén thế này. Thẩm Hà nghẹn ngào đứng im. Cô tủi lòng, thẹn người. Trước người xưa, còn đâu gương mặt đẹp ngày nào cô yêu. Cô hận Mạnh Phi tạt axit vào Mạnh Phi và luôn cả anh. Em lên xe đi, anh đưa em đi. Thẩm Hà ngoan ngoãn lên xe. Cô không dám hỏi Thế Tùng sẽ đưa mình đi đâu. Thế Tùng lái xe gái vào một quán nước. Anh gọi hai chai Chibeco. Nhìn Thẩm Hà xót xa. Em làm gì? Có ở chung với mẹ không? Mẹ em đã mất. Sau ngày em đi cải tạo vài tháng. Rồi em làm gì để sống từ lúc ra trại đến nay Thẩm Hà? Thẩm Hà ứa nước mắt. Cô không muốn thế mà nước mắt cứ rơi. Anh không giận em sao Thế Tùng? Không, anh đã quên. Dù sao anh cũng có lỗi khi đời em như thế này. Em có thai với Mạnh Phi. Hắn bỏ em sau khi hắn xài hết tiền của em. Như anh biết đó, em tạt axit hủy hoại gương mặt hắn. 5 năm trong tù, sức em mòn mỏi theo thời gian. Ra tù em không biết làm gì nuôi thân. Mẹ chết, anh chỉ hoang đoàng. Em đi làm tiếp viên, rồi bán cả thân nuôi miệng. Trời ơi, xem không tìm anh. Em có ra gì để tìm anh ở Thế Tùng? Bây giờ em bệnh hoạn, người ta thuê gì làm nấy. Em chưa qua 30, hãy còn trẻ. Em thì lại thấy đời mình đã tàn. Thế Tùng nắm lấy bàn tay Thẩm Hà, bàn tay gầy guộc xanh xao đầy những gân xanh. Nếu em không tự ái, anh xin giúp em một số tiền để làm lại cuộc đời. Thẩm Hà nhìn Thế Tùng, đôi mắt cô nhòe nước mắt. Anh hạnh phúc chứ Thế Tùng? Có, và Nghi Dung rất yêu Ti Ti. Có, em có nghe Ti Ti nhắc đến mẹ nó với tất cả tình thương, em vui lắm. Thế Tùng, Nghi Dung rất đáng để cho anh yêu. Họ có nhìn nhau, Thẩm Hà đọc thấy tình yêu Thế Tùng dành cho mình vẫn còn đầy trong mắt anh. Lòng cô trùng xuống. Trời ơi, vậy mà mình đã chối bỏ anh trong cuộc đời. Hẳn ngày ấy anh đau đớn lắm. Ngày mai em đến đây được không? Anh muốn giúp em Thẩm Hà. Thẩm Hà cúi mặt, tình yêu đầu đời thoát chốc hiện về. Cô để yên tay mình trong tay Thế Tùng, đôi vai run nhẹ. Thế Tùng hiểu, cô đang ghim lòng để đè nén tiếng khóc. Thẩm Hà bỡ ngỡ trước căn nhà nhỏ xinh xắn ấm cúng đầy đủ tiện nghi. Thế Tùng mở rộng các cửa sổ. Anh đã mua căn nhà này. Em ở rồi từ từ tính xem phải làm gì để sống. Còn phần Ti Ti, để anh nghĩ xem cho nó gặp em được lúc nào. Cảm ơn anh đã lo. Thẩm Hà không ngờ Thế Tùng còn lo cho mình như vậy. Cô xúc động đứng lặng nhìn. Thế Tùng giao chìa khóa cho Thẩm Hà rồi ra về. Thẩm Hà tiễn Thế Tùng bằng một câu hỏi. Anh có đến nữa không? Khi nào rảnh, anh sẽ đến. Thế Tùng đã đi. Thẩm Hà đứng nhìn theo bâng khuâng. Thế Tùng có còn yêu mình không vậy? Nếu không, tại sao lại lo cho mình? Trong tim Thẩm Hà nhen nhóm một tia hy vọng. Có được tiền, Thẩm Hà may một số quần áo. Và nhờ đó cô lấy lại phong độ cũng như sức khỏe. Thế Tùng gái lần thứ hai sau nửa tháng. Thẩm Hà tươi trẻ mập mạp ra làm anh bất ngờ. Thẩm Hà khoe. Em đi may công nghiệp. Tuần sau ra khóa sẽ được giới thiệu đi may cho nhà máy thuê, đồ xuất khẩu. Mừng cho em. Anh không mang Ti Ti theo à? Vài hôm nữa anh sẽ đưa con đến. Em còn tiền không? Em còn đây, anh không phải đưa thêm. Em cầm thêm, phòng hờ lúc anh không đến được. Thẩm Hà xúc động quá. Cô cầm tiền và luôn cả bàn tay Thế Tùng và bật khóc. Em không biết đáp tạ làm sao ơn của anh. Thế Tùng bối rối rụt tay lại. Em đừng làm như vậy Thẩm Hà. Thẩm Hà cúi thấp đầu như chiếc lá rủ. Em biết, em không còn xứng đáng với anh nữa. Nhưng mà em vẫn yêu anh Thế Tùng. Thế Tùng ngập ngừng đặt tay lên vai Thẩm Hà. Chúng ta đã hai lối rẽ. Anh giúp em vì em là mẹ của con anh, vậy thôi. Không, em biết anh vẫn còn yêu em. Thẩm Hà ôm chầm lấy Thế Tùng, gục đầu vào ngực anh khóc ngất. Cho em gặp con đi Thế Tùng.
Chưa tiện đâu em, anh chưa nói cho Nghi Dung biết. Anh sợ Nghi Dung buồn phải không? Em thông cảm cho anh. Thẩm Hà cay đắng, biết Nghi Dung vẫn là kẻ quan trọng trong đời Thế Tùng. Thẩm Hà buông Thế Tùng ra, thẫn thờ ngồi xuống ghế, lòng đau xót hơn bao giờ hết. Họ ngồi như thế thật lâu, không ai nói một lời. Hạnh phúc và tình yêu đã thật sự bay xa. Nghi Dung bắt đầu để ý đến Thế Tùng. Gần đây anh hay ngồi và anh thở dài. Có một lúc nào đó, anh nhìn chăm chăm vào Ti Ti, con bé vẫn hồn nhiên ngồi chơi búp bê. Hôm qua Thế Tùng mách: "Mẹ ơi, con thấy chị Ti Ti nhận kẹo của bà nào cho ấy?" Nghi Dung cau mày: "Ai cho?" "Con đâu có biết, bà hay đến trường gặp Ti Ti, hôm trước con thấy ba nói chuyện với bà ấy nữa." Nghi Dung không quan tâm là mấy, nhưng giờ đây trước vẻ đăm chiêu của Thế Tùng, lòng Nghi Dung lại xốn sang. Người đàn bà ấy là ai? 6 năm qua, hạnh phúc đã ở trong tầm tay Nghi Dung. Nghi Dung bằng lòng hạnh phúc mình có. Vậy mà... Thế Tùng hay đi làm về muộn. Ngày chủ nhật có khi biệt tăm. Nghi Dung rơi vào đau khổ âm thầm. Cơn mưa đến từ sáng sớm dai dẳng. Hôm nay chủ nhật, Thế Tùng không đi làm cũng không ra phòng khám ngoài giờ. Anh vẫn đứng yên lặng bên khung cửa nhìn ra mưa. Đôi mắt xa xăm, thỉnh thoảng nhìn trời. Nghi Dung dừng được, buộc miệng hỏi: "Anh có hẹn bên ngoài?" Thế Tùng lúng túng: "Không." "Xem lại hỏi anh như vậy?" "Em thấy anh có vẻ bồn chồn." Nghi Dung thấy mình như có điều gì muốn nói, nhưng rồi lại im lặng. Cô mờ ngỏ: "Anh có điều gì khó nghĩ phải không?" "À không, anh chỉ hơi nhức đầu." Thế Tùng ách gì lối mấy cái, Nghi Dung sợ chán chồng. "Anh cảm rồi đấy, vào đây em lấy thuốc cho anh." Thế Tùng giữ tay vở lại cười gượng gạo: "Em lấy nghề bác sĩ của anh hay sao?" "Anh là chúa lời uống thuốc." Lòng Nghi Dung: "Anh biết bệnh anh mà. À này, em ở nhà, anh có việc đi ra ngoài một tí nhé." "Đang mưa mà anh." "Anh đi xe, ăn nhầm cái gì?" Thế Tùng đi nhanh ra cửa. Nghi Dung kịp nhận chồng đã ăn mặc chỉnh tề từ bao giờ. Thế Tùng đi đâu trời mưa mà vẫn đi? Lòng Nghi Dung dấy lên một mối nghi ngờ, một nỗi buồn len vào lòng, hình như từ lâu không có trong cô. Thế Tùng do dự một chút, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Căn phòng tối nhợt nhạt, anh phải đứng trụ lại một lúc mới nhìn được cảnh vật bên trong. Thẩm Hà đang nằm thiêm thiếp trên giường, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ au. Thế Tùng bước nhanh lại, cúi xuống cho gần mặt Thẩm Hà. "Em bị bệnh à Thẩm Hà?" "Anh mở giùm em cái cánh cửa sổ ra cho sáng một chút." Thế Tùng đi lại cửa sổ rút chốt xô mạnh cánh cửa. Căn phòng sáng lên. Thế Tùng sửng sốt nhìn Thẩm Hà. Hơn 10 ngày anh không ghé. Thẩm Hà xanh xao vàng vọt. Đôi mắt cô lờ đờ mệt mỏi. "Em đau làm sao?" Thẩm Hà nín thinh. Thế Tùng nắm tay cô chẩn mạch. "Trong người em thế nào?" Thẩm Hà vột khóc nấc lên. Ôm lấy bàn tay Thế Tùng ngàn ngào. "Đừng đến đây nữa anh. Vĩnh viễn đừng đến đây nữa." "Tại sao?" "Đừng hỏi em mà, hãy về đi." "Em bệnh vì nhớ con phải không?" "Em không xứng đáng cho anh thăm hỏi đâu. Về đi anh, về đi." Thẩm Hà gào lên trong tiếng nức nở. "Cho anh biết nguyên do đã." "Anh Tùng, em muốn gặp con. Một lần thôi. Em tha thiết van anh." "Hôm trước anh nghe Ti Ti nói em có đến trường cơ mà." "Em có đến, nhưng chỉ nhìn nó thôi, em không dám đến gần." "Tại sao? Đâu ai cấm em?" "Chính em cấm em." Thẩm Hà rút từ dưới gối mình nắm, quăng sấp giấy trước mặt Thế Tùng. "Gì đây?" Thế Tùng cầm lên, tay anh run rẩy nhìn chân trối vào Thẩm Hà, lạc giọng hỏi: "Em đi khám bệnh từ bao giờ?" "Hôm anh về, em cứ bị sốt liên miên trong người khó chịu." Như sét đánh ngang tai, Thế Tùng ngồi phịch xuống ghế. Kết quả xét nghiệm, những dòng chữ to tướng cứ nhảy múa trước mặt anh. "Tội em quá Thẩm Hà." Không chịu được, Thế Tùng ôm chầm lấy Thẩm Hà. Cô yếu ớt đẩy anh ra. "Đừng ôm em, con người em bẩn thỉu lắm. Anh không sợ em lây cho anh sao? Ngay cả con em cũng chỉ biết nhìn nó. Tự em đã giết đời em." Cơn mưa đã dứt hột.
không khí mát lành lạnh. Thế mà Thế Tùng nghe lưng mình ướt cả mồ hôi. Thẩm Hà sẽ sống ra sao đây với căn bệnh nghiệt ngã của Thế Kỷ? Còn anh, làm sao dám đưa con đến gần mẹ của nó? Người ta có cho em uống thuốc, có lẽ cũng chưa chết liền đâu. Những lời cay đắng đó của cô làm anh mát lòng. Anh đành bó tay trước định mệnh và trước thần chết. Đêm nay đã thật khuya. Tiếng động cơ bên ngoài đường phố thưa dần và tắt hẳn. Nghi Dung thấy Thế Tùng còn xoay sở. Cô ôm lấy anh dịu dàng. Có điều gì khó nghĩ lắm phải không anh? Thế Tùng dụi mặt vào má vợ. Anh đang nhức đầu quá. Nghi Dung lần hai tay lên thái dương của chồng. Em xoa thái dương cho anh nhé. Nghi Dung này. Thế Tùng giữ tay vợ trên mặt mình. Anh biết nói ra em sẽ buồn, nhưng anh không dừng được. Nghi Dung run lên. Điều đó khiến anh chăn trở, tư lự là đây sao? Anh sắp thú thật cùng cô. Anh lại giáng đoán bằng câu nói. Anh biết nói ra em sẽ buồn, nhưng anh không dừng được. Cô yếu ớt đáp. Anh cứ nói, em chịu đựng được. Thẩm Hà muốn gặp Ti Ti. Anh đã gặp Thẩm Hà. Thẩm Hà đang bị bệnh, căn bệnh của Thế Kỷ. Chưa biết bao giờ ra đi. Cho Ti Ti gặp thường thì không được, nhưng không cho gặp thì tàn nhẫn quá em ạ. Em đâu có hẹp lượng đâu. Nếu cô không bị bệnh, muốn bắt lại Ti Ti em vẫn vui lòng. Anh thấy đó, em rất yêu Ti Ti. Anh hiểu và rất cảm ơn em. Tùy anh quyết định thôi. Anh gặp Thẩm Hà từ bao giờ? 2 tháng. Từ hôm Ti Ti bảo nó có người hay đón quà cho nó. Em có nghĩ đến Thẩm Hà, nhưng không ngờ lại là cô ấy. Khi người ta biết ăn năn hối hận thì mình cũng nên rộng lượng em à. Bao giờ anh đưa con đến? Anh định ngày mai. Thẩm Hà đang đau nhiều lắm, và anh muốn em cùng đi. Có nên không? Anh nghĩ là nên. Thẩm Hà đang rất cô đơn và tuyệt vọng. Cả hai cùng im lặng, mỗi người một ý nghĩ. Họ biết, dù chung một mái nhà, một tâm hồn, một ý tưởng, nhưng khi mặn nồng, chăn gối đi nữa, thì ít nhiều bóng hình dĩ vãng vẫn đuổi theo. Căn nhà đóng cửa im ỉm, Thế Tùng đập mạnh cửa nhiều lần và gọi. Mở cửa ra Thẩm Hà, anh mang Ti Ti đến cho em. Cánh cửa vẫn không nhúc nhích, khen cài bên trong. Thế Tùng lắc mạnh cửa. Thẩm Hà, Thẩm Hà. Ti Ti cũng ghé mắt nhìn qua khe hở. Dì ơi, dì ơi. Hoàn toàn im lặng đáp lại họ. Sao kỳ vậy? Thế Tùng sốt ruột lắc lại cửa, Nghi Dung bảo. Để em nhìn vào xem. Bên trong mùng còn buông rũ, lờ mờ trong bóng tối, hình như Thẩm Hà nằm bên trong, thân hình lật ngửa. Có cố bên trong. Có ly nào nghe tiếng Ti Ti, Thẩm Hà lại không dậy. Anh phá cửa vào. Nhiều khuôn mặt ló ra từ những căn nhà bên cạnh bảo. Hai hôm nay rồi cửa cứ đóng, không thấy cố ra ngoài mua thức ăn. Một ý nghĩ thoáng qua đầu, một linh tính không hay chợt đến. Thế Tùng nhìn vợ, rung động. Phải phá cửa vào thôi, em và con tránh ra. Dùng hết sức mình, Thế Tùng đá mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa gỗ lay động rồi nằm im. Thế Tùng tung một cú đá mạnh, cánh cửa mở bật. Anh chạy tuôn vào. Căn phòng sáng mờ mờ, Thẩm Hà nằm trong mùng như đang ngủ. Thế Tùng khoát cửa mùng gọi to. Thẩm Hà! Hai mắt không khép kín, mặt nhăn lại đau đớn, chăn gối bừa bãi. Thế Tùng run run nắm lấy vai Thẩm Hà. Bờ vai lạnh buốt cứng nhắc. Anh hốt hoảng đặt tay lên mặt cô, khuôn mặt nhợt nhạt tái ngắt. Thế Tùng hét lên. Thẩm Hà! Anh gục xuống bên cạnh. Nghi Dung ấn cho Ti Ti ngồi đàng hoàng ở chiếc ghế bên ngoài đến gần. Cô nhìn thấy những lọ thuốc và giấy tờ chi chít chữ. Thẩm Hà! Thế Tùng gào to rồi khóc nức nở. Thẩm Hà đã tự tử, lấy mình không chờ những con virus đục nát thân cô. Nghi Dung dịu dàng dìu Thế Tùng đứng lên. Bình tĩnh là đi anh, Thẩm Hà dù sao cũng đã chết. Đặt lên mộ những đóa hoa màu trắng, Nghi Dung quỳ xuống bên cạnh Thế Tùng. Bé Ti Ti cũng bắt chước quỳ theo. Nghi Dung ôm lấy nó. Lại ba lại đi con. Ti Ti ngoan ngoãn làm theo. Thế Tùng quay sang, anh kéo Ti Ti vào lòng.
Hôm nay thì anh đã bình tĩnh lại để giấu niềm đau và sâu tận đáy lòng. Giữa vợ và người tình, ông trời đã bắt anh chọn một, và người tình đó đã nằm sâu dưới 3 thước đất. Anh đốt nén hương cắm lên mộ. Nghi Dung tặng em nhiều hoa lắm Thẩm Hà, cô bao giờ cũng tốt với em. Về đi anh, nắng quá. Ti Ti núng nịu đòi về. Nó còn quá nhỏ để biết buồn và biết ai đã nằm trong nấm đất kia. Nắng lên cao lung linh, một ngày trong mọi ngày. Dòng đời vẫn thế, dù ai đau khổ, dù ai hạnh phúc, hay ai miên viễn ra đi. Nghi Dung dắt con, Thủy và các bạn Ti Ti đều vào giữa. Tay này, tay bé nắm lấy tay cha, tay kia bé nắm lấy tay mẹ. Thế Tùng nghẹn ngào, nhìn nấm mồ trơ vơ còn mới. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng, kết thúc cho cái kết của bộ truyện Tâm lý xã hội ngắn rất hay, có tựa đề Nhân tình của chồng. Và quý vị đừng quên sau khi nghe xong, hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để Hồng Nhung lại có cơ hội gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thật vui vẻ.